Phẫn nộ hot girl nổi tiếng nước ngoài mặc áo dài show vòng ba phản cảm ở Hội An. Hình ảnh nữ du khách là hot girl nổi tiếng người nước ngoài diện trang phục có nhiều điểm giống với áo dài truyền thống Việt Nam, nhưng đã được may cách tân, tà áo, hờ hững để lộ nguyên vòng ba tạo dáng chụp ảnh trên dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An, Quảng Nam, hết sức phản cảm đang gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một cô gái người nước ngoài vô tư khoe vòng ba phản cảm, tạo dáng check-in khêu gợi khi đi thuyền thả hoa đăng trên dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An, Quảng Nam. Từ hình ảnh này cho thấy, cô gái trẻ này diện một bộ đồ khá giống với áo dài Việt Nam, nhưng đã được may cách tân, tà áo hờ hững theo hướng khoe thân phản cảm, để lộ gần như toàn bộ vòng ba. Ngay sau khi được chính chủ đăng tải lên Facebook cá nhân, những hình ảnh ăn mặc lố năng này ngay lập tức đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội của cư dân mạng, đặc biệt là người dân phố cổ Hội An. Hình ảnh được chính vị du khách chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người đã để lại bình luận lên án chỉ trích gay gắt nữ du khách nước ngoài này vì cho rằng việc ăn mặc cạch cỡm vô tư thả vòng ba khi chụp ảnh giữa nơi đông người đã làm xấu đi hình ảnh trang phục truyền thống của người Việt, thậm chí thể hiện sự thiếu tôn trọng văn hóa Hội An, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Trong các dòng bình luận, nhiều người còn bày tỏ bạn bè quốc tế biết đến áo dài Việt Nam với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, thanh lịch, chứ không có sự biến chất như thế này. Chia sẻ như sau, không ai có thể chấp nhận được việc mặc áo dài nhưng để lộ nguyên vòng ba ra ngoài như vậy hết, đặc biệt là ở phố cổ Hội An thì càng phải tôn trọng hơn, tài khoản Thanh Thúy chia sẻ. Một tài khoản khác chia sẻ như sau, bạn ơi, chúng tôi rất yêu mến du khách nước ngoài đến đất nước chúng tôi. Các bạn muốn mặc sexy sao cũng được, tuy nhiên xin đừng lấy quốc phục của chúng tôi ra để khoe thân kịch cỡm như vậy, tài khoản Hoàng Minh nói. Phố cổ Hội An nhộn nhịp du khách trở lại sau đại dịch Covid-19. Theo tìm hiểu, nữ du khách trong ảnh là mỹ nhân 24 tuổi nổi tiếng tại Malaysia. Cô gái này được cộng đồng mạng quốc tế biết đến là một trong những siêu mẫu hot girl, diễn viên, youtuber có một vòng một khủng hàng đầu châu Á và có sức ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội. Được biết, những ngày vừa qua, mỹ nhân này có chuyến du lịch tại Việt Nam, trong đó có ghé thăm check-in tại phố cổ Hội An. Hiện những hình ảnh về nữ du khách này vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, kèm theo những dòng caption phản đối kịch liệt, yêu cầu cô gái này gỡ bỏ những bức ảnh phản cảm này. Liên quan đến vụ việc trên, hiện cơ quan chức năng thành phố Hội An đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.